Thưa quý vị, sinh ra trên đời ai cũng muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng không phải ai cũng được như mong muốn. Vẫn có không ít số phận không may bị khuyết tật, bệnh tật, khiến cuộc sống, cơ hội học tập, tìm việc làm của họ gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với sự nỗ lực tự thân thì sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và xã hội đã giúp cho người khuyết tật thêm niềm tin, có điểm tựa để sống vui, sống hạnh phúc. Anh Vũ Văn Tú và chị Bùi Thị Giang ngụ ở phường 9 thành phố Vũng Tàu đều bị khiếm thị. Nhưng không chấp nhận đồng hàng số phận, anh chị đã nỗ lực mở cơ sở xoa bóp để tự lo cho cuộc sống của mình. Bằng những nỗ lực phi thường và cả sự may mắn, anh chị đã tạo dựng được một mái ấm tràn ngập hạnh phúc. Trong đó có cô con gái khỏe mạnh, xinh tươi. Lúc ấy là mình đặt cược, đánh cược với cuộc đời là 50-50, 50 được và 50 không. Thì trong đầu mình vượt qua hết là mình cũng khao khát là có một gia đình, có một mái ấm, có con cái như mọi người. Cho nên là cố gắng vượt qua hết. Cứ phải nói là mặc kệ số phận. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 15.000 người khuyết tật, trong đó có 40 cặp vợ chồng đều là người khuyết tật. Những mảnh ghép không lành lặn, chưa hoàn thiện của số phận, nhưng khi đặt cạnh nhau lại bổ sung cho nhau và tạo nên hạnh phúc trọn vẹn. Ít ai nghĩ rằng đây là cơ ngơi của một người đàn ông khuyết tật. Anh Trần Văn Hưng sinh năm 1979 tại phường 12 thành phố Vũng Tàu, sinh ra vốn bình thường và khỏe mạnh. Đến năm 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã khiến anh Hưng rơi vào nghịch cảnh bại liệt. Không đầu hàng trước số phận, anh Hưng không ngừng nỗ lực từ việc học phổ thông đến học nghề và việc nào cũng nỗ lực gấp đôi, gấp ba bạn bè cùng trang lứa. Đến năm 2006, anh Hưng tốt nghiệp trung cấp mỹ thuật. Được nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Thanh niên phường 12 và Hội Người khuyết tật tỉnh, anh mạnh dạn mở cơ sở in ấn, photo, nhận thiết kế các mẫu thiệp. Từng bước ổn định cuộc sống, anh Trần Văn Hưng cũng tự tin xây dựng mái ấm gia đình. Không những vậy, anh còn là tổ trưởng tổ dây vốn ở địa phương, thường xuyên hướng dẫn về hồ sơ thủ tục cho những người nghèo. Tuy sức khỏe mình yếu, mình vẫn cố gắng học hành, làm việc. Làm thứ nhất là bổ ích cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội. Cố gắng như là làm ăn về kinh tế. Nếu có thì chia sẻ cho những người chưa có. Chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người khuyết tật có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. 10 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ người tàn tật tỉnh đã vận động các tổ chức cá nhân trao tặng gần 37.000 phần quà, học bổng, xe lăn cho các gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi, với tổng số tiền và hiện vật trị giá gần 9 tỷ đồng. Nhiều chương trình dạy nghề cho người khuyết tật cũng được các cấp hội tổ chức. Mình là người đồng cảnh ngộ nên mình rất mong muốn những người khác đi được kiếm được đồng tiền và tự lo được cho bản thân mình được một chút ít nào đó, bớt đi gánh nặng của gia đình và xã hội. Thấy cái nghề massage xoa bóp bằng chân này là cái nghề về người mù có thể làm được và có thể là kiếm sống nó ổn định hơn với các cái nghề khác. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất cho những mảnh đời không may mắn, Hội nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội tỉnh còn tổ chức các phong trào hội thi văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, biểu dương những đôi vợ chồng khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, hạnh phúc, vượt khó, nhằm giúp hội viên nâng cao cuộc sống tinh thần, giúp họ dơi bớt mặc cảm, tự tin để mạnh dạn hòa nhập với cộng đồng. Nhờ có sự mà tham gia với cộng đồng khuyết tật, bây giờ xã hội có những cái hỗ trợ, chính phủ có những cái chính sách, cái đề án trợ giúp cho người khuyết tật. Từ đó thì giúp người khuyết tật là hòa nhập cộng đồng và xóa bỏ cái rào cản, những cái tự ti trong lòng để họ tự tin hơn trong cuộc sống và họ tìm được cơ hội việc làm và hạnh phúc cho mình. Chủ trương của hội là chăm lo về đời sống tinh thần vật chất cho người khuyết tật là có điều kiện tốt hơn, tăng cường xây dựng các cái thực hiện các cái dự án
các cái đề án đã được đề ra của các cái năm trước, làm sao cho người khuyết tật hòa nhập được cái cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. Đấy, sống một cuộc sống tức là nó vui vẻ và hạnh phúc. Để có được niềm vui và hạnh phúc, người khuyết tật phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với người bình thường. Bên cạnh nỗ lực của họ, sự quan tâm của nhà nước, thì sự chung tay chia sẻ của tổ chức hội, đoàn thể, nhất là của cộng đồng, sẽ tiếp thêm sức mạnh, tạo điểm tựa vững chắc để những mảnh đời kém may mắn, sống vui, sống hạnh phúc. Quý vị vừa theo dõi những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới.